sí, tôi thì bạn là có mấy hôm bố công ty thì bắt đầu ra mà là anh chị à ra thì chị tê đây là tôi có tổ đó thì là cũng được thì đấy tôi cách cái này nhưng từ cái này kia cái này trong cái này là công ty vào bán cũng là
Một thứ sáu, một tháng là nếu mà ở Việt Nam mình là phải đảo visa là khoảng 70 đô, tương đương là cái đô giờ là 24, thì khoảng 1,6 triệu. Rồi thuê nhà cửa ở nữa, rồi một tháng ăn uống lum thì cũng tốn nhiều. Nói chung là một tháng ở Việt Nam là chi tiêu là khoảng 10 triệu, là mức giá trung bình của người sống tại Tân Minh. Có visa rồi nhưng mà bây giờ Nhật nó chưa cho đi cho qua, em chưa qua, để đợi nó có chuyến bay mà cho qua thì qua, khi giờ chưa cho qua. Qua đó em làm cũng được thử không?
Ở Việt Nam có bạn nào mà có cần giáo viên người Nhật hay là có biết việc nào liên quan về tiếng Nhật không? Thì nói nhờ giới thiệu cho ông thầy ha. Tức là ông thầy đây ông từ xa thì tới 1 tháng là ông phải đổi tự do đi từ xa với tư cách là du lịch á. Này tới 1 tháng là phải đổi từ xa 1 lần. Và ông hiện tại đang sống ở Gò Vấp này, và ông đang muốn tìm công việc để có chi phí, là về chi phí có dưới Thủ Đức cũng có, dưới đây có Quận Bình Thạnh cũng có, mà đang phân vân lấy làm sao. Hôm nay thì tôi cảm thấy tiền mất cả tay vô để cả tay và học tiền mất cũng mua nếu là tới cái hồ thì tôi nghe thấy chuyện của mất không chỉ là cái này là cô luôn là đó là ăn cô hay đi nhiều nhất thì cũng khi mà qua tôi qua qua tôi qua để tôi qua đi dùng đi gặp bạn à tôi đi sài gòn tắt tất cả rồi đi qua một ngày nữa có thể có thể được đi được
Tôi chỉ cũng sai mà để sai sự tình này khi chưa bài đó một cái đầu bài đó để mà tôi có nói sợ bài gì nó sẵn và lại mày nữa lúc năm thứ sáu tuổi là công ty sau rồi cái bác bán xong nó nghỉ về hưu thì bán cái máy cái mời em rồi xong rồi cái bác là quê ở Hà Giang luôn nhưng mà lên Kyoto của Nhật đặc biệt là 3 năm sau là sống ở Kyoto rồi đến năm 65 tuổi thì bác đến Việt Nam và sống 5 năm ở Việt Nam rồi mà không nói được tiếng Việt cho tôi mua đồ cho anh từ cái gì tiếp theo mình chào お前どこから来たんですか？
Anh không biết tùng đi chỗ nào mà chỉ như vậy đâu. Dạ, mấy nay em muốn bạn đi học đó chị, nên chưa đi bao giờ, tại có sang rồi mà em chưa có đi được, tại vì nó cấm, nó cấm ở mà nó mở lại được 3 thì em đi. Tại em đang ngồi nói chuyện với bác này vậy đó, bác thì cũng kiếm tại công ty cũng do được này thì cũng nó nghĩ việc làm nên bác nói là muốn kiếm lại công việc nào liên quan công việc của mình làm. Đây, Việt Nam mình thì nhiều nước ngoài cũng tới sống mà mình thì kinh tế này thì làm sao, nhưng nếu mà Việt Nam mà có cái kinh tế ở làm ở Việt Nam sống ở Việt Nam tốt.
Hai cũng mất chưa bán được thì gọi bên mình dạ thầy đang ở với em đang ở Gò Vấp ạ. Nếu mà thầy biết chỗ nào mà cần được giáo viên dịch hay là cần biết công việc nào người Nhật á thì giới thiệu cho thầy. À, em có lúc nào tới thì em con biết gì đâu. Thầy hiểu rồi em nhé. Và thì không thầy hào mà cần cái đi thì em nói anh muốn lên thầy như cái đây gọi có gọi được lên nói chuyện không? Mình xin số làm quen à. Dạ để cái tầm nữa rồi để mình hỏi thầy. Dạ em chưa sinh nhật rồi. Dạ hiện tại thì cái nhật nó cái nhật nó chưa có chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật đó hả? Anh em vẫn đang đi học à? Dạ. Vâng vâng có gì tức là đúng hả kiểu như thầy người Nhật đó thầy mới nghỉ công ty thì công ty làm được đó, thầy lên ở đây thầy cũng đang tìm mà thầy đang phân vân là đang có chỗ của Đức dạy là với cũng có ở chỗ quận 10 á nhưng mà thầy theo không biết mấy việc đó sao nó hỏi em.
Em dọn nhà sau gắn với lại thầy có gia đình ở Việt Nam không? Thầy ở một mình. Thầy hiện tại thì đang ở một mình. Không biết khi nào nó nên cho mở lại đường bay thì biết không? Nhìn thấy em theo dõi biết mình lại được bán mà biết khi nào nó mở lại được bay. Có biết xa rồi mà định đi làm đợi cũng đang lỡ dở mà thành ra họ như làm khi nào ở như thế này là thấy kinh tế thấy thầy mình hào sĩ gì đó ở người Việt Nam mới đó mở được hai trung tâm ở đây dạ anh em theo dõi mỗi ngày mà ở Việt Nam bay sang được nó chưa có được bay lại đâu để đặt trên những bạn mà từ Nhật bay về Việt Nam để cách ly ở mấy bạn đó thấy cách tập hay là còn đang ở bên Nhật thì mới có được bay nhưng mà được bay để từ thường trên cách ly ở Đà Nẵng và ở Hạ Long. Hôm nay chị có học online không chị? Chị nói được gì đó. そうですね。はい。
心配していただいて、ここの方に電話しているよと言われたので、今電話しました。はい。はい、だからもし、ね、はい、はい。そうですね、これは、ただもこの電話番号が決まってますので、ただでも結構です。Thank you.